Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu bạn nào mới biết đến kênh hoặc là các bạn chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể ủng hộ kênh nhé bằng cách ấn nút đăng ký này và bật chuông thông báo lên để Bang Bang Gaming đạt được cái cột mốc đầu tiên là khoảng 10k sub nhé và có thể đạt nút bạc trong một nửa năm nữa. Ok. Thì trong hai video trước thì mình đã chia sẻ mọi người cách để tham gia airdrop của chương trình cái dự án game nông trại là Happy Land và cũng như là review đánh giá chi tiết dựa trên quan điểm và những cái tài liệu mà mình nghiên cứu được về tựa game này. Thì mọi thông tin là để mọi người tham khảo chứ không phải là lời khuyên để mọi người đầu tư nhá. Ok. Thì trong video này thì cũng nhiều anh em mà chưa biết chơi game và họ cũng ra cái bản demo game rồi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta tạo tài khoản cũng như là chúng ta chơi cái tựa game này như thế nào. Ok. Thì đây là website của họ này, mọi người nếu mà muốn tìm hiểu thông tin thì lên website và đọc cái pitch deck của họ này, khá là nhiều thông tin luôn. Đó, các cái thông tin về họ. Về team, về đội ngũ phát triển game. Về advisor như nào, có khỏe hay không, có mạnh hay không, về các cái partner backer như nào. Ok, thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính là chúng ta sẽ trải nghiệm demo cái tựa game này như thế nào nhá. Ok, đầu tiên bạn vào cái trang là play này happyland.finance là chúng ta để bắt đầu chơi game. Họ đã ra cái phiên bản demo để chúng ta test các cái tính năng cơ bản của tựa game nông trại này. Đầu tiên là nếu mà các bạn chưa có tài khoản nhá thì bạn sẽ vào cái phần create new account này. Đó, thì mọi người sẽ dập username của mọi người. Ví dụ mình nhập username chẳng hạn. Đó, nhập password. Đó. Đó, bạn đã sign up thôi. Sau khi sign up xong thì chúng ta sẽ đăng nhập. Nó rất đơn giản thôi. Quay lại này, chúng ta sẽ đăng nhập này, login này. Đó. Ok, đây có nhạc này, chúng ta sẽ chỉnh nhạc trên này này. Ta chỉnh nhạc xong thì chúng ta thấy cái giao diện chúng ta có thể dùng chuột trái, giữ chuột trái và chúng ta kéo. Đây họ chỉ có demo một mạng rất là nhỏ trong cái tựa game thôi. Giao diện khá là bắt mắt đúng không mọi người? Thì đầu tiên mọi người để ý nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nhà kho. Chúng ta ấn vào nhà kho này. Đấy. Chúng ta kích chuột trái vào nhá. Thì đây là cái kho. Cái kho chúng ta thì là chưa có vật phẩm, chưa có giống cây hay là phần đuôi nào đúng không ạ? Chưa thu hoạch được cái gì cả. Thứ hai chúng ta có cái đây như kiểu là một cái hàng tạp hóa ấy. Chợ ấy. Đây là để chúng ta mua các cái giống vật nuôi, à chắc các cái cây trồng, seed là giống cây trồng này, cửa hàng cây trồng. Đó, bạn kéo đây. Đây là cửa hàng các cái giống vật nuôi này. Trong đó có gà này, vịt này, lợn này, cừu này, bò này, chó này. Đó, ok. Tiếp là chúng ta có cái đi đến cái hồ cá. Thế đây, họ bảo là chúng ta phải có mua được cái động vật trước thì chúng ta mới có thể thả cá ở đây được. Đây, vừa đây là đây là các cái chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn chẳng hạn. Rất là nhiều đúng không ạ? Cây này. Chỗ này nuôi trồng như vậy tương tự. Đó, chúng ta phải có vật nuôi chúng ta mới có thể mua được. Ok. Mình nghĩ khá là hay. Thì tiếp này, chúng ta sẽ chuyển qua để mua được ấy. À để friend này chúng ta có thể chơi với bạn nha. Sau này họ ra cái mainnet họ lăn game ấy, chúng ta sẽ có cái UID của các người dùng và bạn bè chúng ta lập team chúng ta chơi với nhau. Rất là hay. Quan trọng là chúng ta phải có cộng đồng chúng ta mới thể chơi được và vui và chúng ta vừa giải trí vừa kiếm được tiền luôn. Thì bạn để ý cái phần trên này là có độ họ mới tạo tài khoản chúng ta ấy. Chúng ta sẽ có 10.000 token Happy Land này là chữ H này và cái sao là số 1. Cái sao này chúng ta tượng trưng như kiểu cái level ấy, cái mức độ của chúng ta đầu tiên là sao là 1 đúng không ạ? Thì chúng ta phải được 500 sao chúng ta mới lên level 2. Đó, tương tự chúng ta làm hàng ngày công việc sau này mà chơi game chính ấy, chúng ta sẽ trải nghiệm nó kỹ hơn. Thì đầu tiên nhá, chúng ta sẽ mua đồ đúng không ạ? Chúng ta nuôi này. Ví dụ là chúng mình sẽ mua cây nhá. Thì họ hiện tại mình đang ở level 1 đúng không ạ? Chúng ta chỉ mua được cái tomato này là quả cà chua này. Chúng ta sẽ đấy phải đây mua. Ví dụ mình mua 10 quả cà chua đây. Bài này. Đó. Chúng ta sẽ tốn 1.000 cái token để mua 10 quả cà chua thành công. Ok. Đó. Sau khi có quả cà chua này chúng ta sẽ vào đây chúng ta trồng này. Chúng ta vào cái đất này, cái đất này. Đó. Ok. Đó, chúng ta sẽ trồng hết. Đó, trồng hết cái cây quả cà chua ở đây. Mình mua 10 hạt đúng không ạ? Thì mình sẽ trồng 8 hạt. Vì đây có 8 mô đất. Mình nghĩ khá là hay đấy. Mình trồng hết nhé. Trải nghiệm họ ra một số tính năng demo khá là hay. Đó, sau khi trồng xong chúng ta phải tưới nước này. Đó. Ok, ra tưới nước này.
Đó, trước cái là quả dưa hấu nó đã to lên, à quả cà chua nó to lên đúng không ạ? Trực tiếp là chúng ta bay này. Nếu mà sau chúng ta đủ rộng ấy, chúng ta đủ level, chúng ta sẽ mua thêm đất. Đó, chúng ta cần 5.000 token này để mua thêm cái một cái vùng đất nữa. Chúng ta muốn mua chúng ta ăn bài chẳng hạn. Ok. Nó bảo là muốn mua thêm cái đất này chúng ta phải đạt cái level 2 chúng ta mới mua đất được. Đó, chúng ta mới đang level 1 thôi, sao là 1 thôi. Chúng ta tưới hết nước nhá. Đó. Chúng ta tưới nước thì quả cà chua nó sẽ chín này, chúng ta sẽ thu hoạch được, rất là hay. Cái này là demo nhanh thôi nhá, trên thực tế chúng ta phải theo mùa, nó vừa 1-2 ngày hoặc bao nhiêu tiếng đấy chúng ta mới thu hoạch được. Chúng ta kích vào chúng ta sẽ được thu hoạch này. Đó, sau khi thu hoạch chúng ta sẽ vào cái kho này đúng không? Đấy, cái nhà kho này chúng ta đã có 26 cái quả cà chua rồi, chúng ta có thể mang đi bán này. Đấy, có thể sell này, sell 10 quả đi. Đây nhá, bạn nhìn thấy cái hát này này, cái token để xuống là đúng không ạ? Chúng ta sell chúng ta lại bán được, chúng ta lại nhận thêm cái token này 10 chẳng hạn. Đó, chúng ta được 400 token này. Đó, 8.600 đúng không ạ? Mới vừa 8.200. Đó, tương tự. Đấy, cái này còn bao nhiêu phút nữa đúng không ạ? Bao nhiêu giờ nữa mới thu hoạch? Tùy từng cái. Nếu chúng ta muốn trồng tiếp chẳng hạn, chúng ta kích vào cái ô trống. Đó, chúng ta lại trồng quả cà chua tiếp. Kích vào ô trống, trồng quả cà chua tiếp. Đó, thì chúng ta muốn mua rơi, muốn mua giống thì chúng ta lại vào đây mua tiếp. Đó, chúng ta lại mua. Sau này cái level càng cao chúng ta sẽ mua được càng nhiều giống. Ví dụ như cà rốt chúng ta phải cần level 2 này. Ví dụ coconut này là dừa này, level 11 này. Grape là nho này. Sugarcane này là đưa mía, cây mía này. Wheat này là lúa mì này. Corn là ngô này. Watermelon là dưa hấu này. Hoa hồng này. Hoa hướng dương này, cà rốt này. Đó. Thì mọi người cứ làm dần 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 từng cái một. Tới nước này. Đó, thì đến giờ thu hoạch chính là sẽ được thu. Ok, thì hiện tại họ chỉ mở một số tính năng thôi, sau này có cả mua vật nuôi nữa. Nếu mà chúng ta cày nhé, cày cái level càng cao này chúng ta sẽ được càng nhiều nhé. Đó, thời gian này chúng ta trồng hết này. Đấy, nghĩ khá hay. Nếu bạn nào mà có thời gian thì mọi người cứ cày cái level càng cao, ví dụ bạn muốn mua vật nuôi thêm chẳng hạn thì bạn phải cần có level 2 đúng không ạ? Thì bạn chỉ cần cày cái 500 cái sao hay 500 điểm thôi là chúng ta sẽ lên được level 2. Level 2 chúng ta sẽ mở rộng đất. Mở rộng đất đây được này. Đó, và chúng ta sẽ mua được một con gà nữa. Chúng ta sẽ mua gà về. Đó, rất là hay. Ok, đây thu hoạch tiếp này. Nên mọi người có thời gian thì nếu mà mới đầu chơi nó chưa quấn đúng không ạ? Bởi vì nó rất ít tính năng và chúng ta chưa kiếm được tiền thì sau này chúng ta vừa thu hoạch vừa kiếm tiền thì nó là ok hơn. Ok, thì trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta trải nghiệm demo cái game Happy Land này. Nếu mà anh em có hứng thú thì cứ chơi nhé và comment dưới video là chơi được bao nhiêu điểm rồi và chúng ta sau này có thể kết bạn để lập team để chúng ta chơi. Ok. Ok, trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta trải nghiệm game demo của Happy Land. Nếu mà anh em có thắc mắc hay khó khăn gì hoặc là muốn lập team hay như nào thì mọi người cứ comment dưới video nhé. Nhớ chia sẻ những video này và like để cho team mình có động lực nhằm việc đu nhiều video hay hơn nữa để chia sẻ với cộng đồng. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.